Bình Dương ghi nhận kỷ lục 964 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ. Số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua chủ yếu trong khu cách ly, phong tỏa. Và tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho gần 1,8 triệu người. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, ghi nhận 307 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh từ 17 giờ ngày 20 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 lên 964 ca. Trong số 964 ca mắc có 173 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 366 ca phát hiện trong khu cách ly, 306 ca trong khu vực phong tỏa, 119 ca qua sàng lọc cộng đồng. Theo địa bàn, thành phố Thuận An 380 ca, thành phố Dĩ An 241 ca, thị xã Tân Uyên 158 ca, thị xã Bến Cát 84, thành phố Thủ Dầu Một 48, huyện Phú Giáo 13, huyện Bầu Bàng 10, huyện Dầu Tiếng 5 và huyện Bắc Tân Uyên là 1 ca. Như vậy thì tính từ đợt dịch thứ tư, Bình Dương ghi nhận 4.689 ca mắc COVID-19. Trong đó 1.377 ca phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 2.550 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly, 1.100 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 376 ca trong cộng đồng, chợ, khu không phong tỏa, 5 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.